tình tu tiệp yếu báo ân đàm, Hòa Nghiêm Tổ lão cư sĩ giảng thuật, Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, Tình Không 89 tuổi cung kính chỉnh lý, tình tu tiệp yếu báo ân đàm. Người đọc Quy Tây, phần 28, lễ thứ 27. Nhất tâm quán lễ Pháp Vương Trưởng Tử, Thất Phật Chi Sư, Thắng Diệu Các Tường, Vô Cấu Đại Thánh, nguyện cộng chúng sanh đồng sanh Cực Lạc, hệ tâm nhất Phật, chuyên xưng danh hiệu Tức Ư Niệm Trung, Đắc Kiến Di Đà, Nhất Hạnh Tam Muội, Đại Trí Hoằng Thâm, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật, xưng ba lần một lạy. Nhất tâm quán lễ Pháp Vương Trưởng Tử. Thói quen thời quá khứ nha, vua là lập trưởng tử nha. Pháp Vương Trưởng Tử chính là nói người này phải kế vị Pháp Vương đó mà. Vả lại là Thất Phật Chi Sư nha. Văn Thù tuy rằng hiện tại là Bồ Tát, Văn Thù là thầy của Phật Thích Ca Mâu Ni. Không những là thầy của Phật Thích Ca Mâu Ni, bảy vị Phật đều xem Văn Thù là thầy, đều là đệ tử của Văn Thù nha. Trong danh hiệu của Bồ Tát Văn Thù, Thắng Diệu Các Tường nha, Vô Cấu Đại Thánh nha, mỗi một danh hiệu tiêu biểu cho đức của Ngài. Có người chỉ phiên dịch danh hiệu này thành Diệu Các Tường. Thắng Diệu là Diệu Càn Thù Thắng nha. Danh tự này thì đầy đủ hơn đấy. Trí tuệ lớn như vậy, đây là các tường nhất, diệu nhất rồi. Diệu Thù Thắng đấy, do đó là Thắng Diệu Các Tường. Khai minh bổn tâm này của chư vị nha. Bổn tâm này là gì? Bổn tâm là Vô Cấu Đại Thánh, chưa từng có ô nhiễm, trước nay không có ô nhiễm. Ngài là Vô Cấu, Ngài là Đại Thánh, chưa từng là bất giảm, bất tăng, bất giảm. Vô Cấu Đại Thánh đấy. Nguyện cộng chúng sanh đồng sanh Cực Lạc. Vì thế, một vị Đại Bồ Tát như vậy, chư vị xem nha, là thầy của Phật, mà còn lại là thầy của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Văn Thù đại diện gì? Đại diện căn bản trí đấy. Do đó, Thiền Tông khai ngộ nhất định đạt được căn bản trí này trước. Văn Thù thì biểu thị căn bản trí này, Phổ Hiền thì đại diện sai biệt trí này. Chư vị có được căn bản trí, chư vị phải độ chúng sanh, phải biết hành động các kiểu, cứu độ đủ loại. Chúng sanh có đủ loại căn khí thì chư vị có đủ loại thuốc nha. Đủ kiểu bệnh, chư vị có đủ loại thuốc, nên theo bệnh phát thuốc. Đây đều cần phải trí tuệ mà. Thuốc này chư vị cho sai rồi, chư vị không những trị bệnh, chư vị còn giết người, lang băm giết người đấy. Cho nên hiện tại thuyết pháp rất khó đấy, liên quan đến tuệ mạng của người. Đây không phải một việc cứng nhắc. Chư vị thí dụ nói, chư vị bị nhiễm lạnh rồi, chư vị bệnh này là trúng hàn rồi, thì chư vị cho họ uống một ít thuốc có tính nhiệt, ăn một ít canh gừng, chư vị đã bị hỏa vượng. Chư vị đi uống thuốc bổ, ông phí cư sĩ này, ông đây đã bị nhiệt, ông ta uống sanh mạch ẩm, sân mai dinh, tên một loại thuốc có thể ít khí, dưỡng âm sanh tân, chủ yếu dùng vào triệu chứng thiếu cả hai khí và âm, hồi hợp, hơi ngắn, thân thể tự ra mồ hôi, thổ huyết rồi. Đây không phải nói là nhân sâm thì ai ăn cũng tốt cả. Bác sĩ vừa xem, anh tệ rồi, anh uống sanh mạch ẩm đã uống sai rồi. Cho nên chỗ này thì gọi là sai biệt trí đấy. Văn Thù đại diện căn bản trí, chư vị từ căn bản trí mới sanh ra sai biệt trí. Có đại trí như thế, nguyện cộng chúng sanh đồng sanh Cực Lạc đấy. Vừa rồi tôi đọc bài kệ cầu sanh của Bồ Tát Phổ Hiền đó là 7 chữ một câu, 4 câu. Đến Văn Thù chỗ này, nguyện ngã lâm chung thời, ngày đêm 7 chữ biến thành một câu 5 chữ. Nguyện ngã lâm chung thời, diệt trừ chư chướng ngại, diện kiến A-di-đà.
vãng sanh an lạc xác. Bốn câu nội dung hoàn toàn giống nhau, nhưng chữ và từ hơi có chút thay đổi. Thất ngôn đổi thành ngũ ngôn đấy. Hơn nữa, ở văn thù Bát Nhã Kinh nói đến nhất hạnh tam muội nha. Đây là nhất hạnh tam muội mà văn thù đặc biệt nêu ra. Chỉ là một việc này thì có thể nhập tam muội nha. Nhất hạnh tam muội này chính là hệ tâm nhất Phật, chuyên xưng danh hiệu chỉ vì tập trung cái tâm ở trên thân một vị Phật. Chuyên xưng danh hiệu một vị Phật này tức ư niệm trung đắc kiến Di Đà. Câu này ban đầu là đắc kiến vị Phật đấy. Chúng ta ở đây đã là niệm thì đều là niệm Di Đà chớ. Vậy đương nhiên đắc kiến Di Đà rồi. Chỗ này chính là nói trong nhất hạnh tam muội của Ngài. Đây chính là văn thù nhất hạnh tam muội này của Ngài. Hoàn toàn đều là giống như chủ trương xưng danh niệm Phật vãng sanh của chúng ta cũng như vậy. Hơn nữa là tâm đương gửi ở trong một vị Phật, là ở trong Phật A-di-đà. Chư vị ngay cả Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni cũng không cần niệm nữa. Chư vị niệm Phật làm gì? Chư vị không cần quán tưởng, không cần làm gì cả. Chư vị chỉ cần xưng danh hiệu, cứ như thế thì đủ rồi. Chư vị vẫn đang trong lúc niệm, trong thời gian chư vị niệm niệm thì tự nhiên mà thấy được Phật kia rồi. Đây là nhất hạnh tam muội đấy, là tam muội nổi bật. Đại trí hoằng tâm nha. Nhất hạnh tam muội này, đây là trí tuệ thù thắng đấy. Do đó không có trí tuệ thù thắng, chư vị không thể tin tưởng sự việc như vậy. Thành quả thù thắng như vậy lại đơn giản như thế. Chư vị niệm một danh từ đã có thể thành công đấy. Điều mà họ gọi là loại hoài nghi này thì thuộc về tình kiến rồi. Trong tình kiến, ở trong tình kiến, trong thượng thức ở thế gian không có sự việc như thế đấy. Cho nên hiện tại chính là chúng ta chỗ này đã là phá bỏ thượng quy nha. Một lại này là văn thù Sư Lợi Bồ Tát đấy. Nguyện đem công đức đầy trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết bột báo thân này sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ chưa hề xả bỏ. Mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ, ta niệm Di Đà Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mãi đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiếm phù khổ thú thật bi ai, thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì điểm ai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.